Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2023 với sự tham dự của các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến Thương mại 16 tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Theo báo cáo tại hội nghị, trong các tháng đầu năm 2023, các địa phương trên cả nước nói chung, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng đã hướng dẫn và tổ chức cho các doanh nghiệp địa phương tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại lớn trong nước và ở nước ngoài, như giới thiệu doanh nghiệp địa phương tham dự các hội chợ triển lãm chuyên ngành lớn ở thị trường EU, Trung Đông, Mỹ, Nhật Bản, các chương trình hội nghị quốc tế ngành hàng kết nối các nhà cung ứng địa phương với các nhà nhập khẩu nước ngoài, các nhà mua hàng xuất khẩu. Tại hội nghị, các địa phương miền Trung Tây Nguyên đã được giới thiệu về các hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài, các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại lớn trong nước, hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công thương, hướng dẫn hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain. Hội nghị này cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đề xuất sáng kiến, cơ chế, phối hợp trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại cấp vùng, cấp quốc gia. Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, một trong những biện pháp và cũng là nhiệm vụ mà chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương, các đơn vị xúc tiến thương mại, đó là hỗ trợ doanh nghiệp có thể làm tốt nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng như thị trường nội địa. Ngoài các nội dung mang tính chuyên môn, thì các địa phương phải nêu rõ được những khó khăn, vướng mắc, đề xuất ý kiến của địa phương mình để giúp hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung cầu không chỉ trong địa phương mà còn trong vùng miền Trung Tây Nguyên cũng như toàn quốc.